tập hôm qua thì cũng là buổi tập đầu tiên do là V-League hoãn đến năm sau nên là các câu lạc bộ cho các thủ nghỉ. Nên là thể trạng của các thủ thủ thì cũng không tốt. Vậy nên là ban huấn luyện đã cho buổi tập hôm qua chủ yếu là để củng cố và lấy lại thể trạng của các cầu thủ. Mặc dù thời tiết nó không được thuận lợi nhưng mà cầu thủ đã hoàn thành tốt các bài tập. Thì theo hiện tại thì kế hoạch thì ban huấn luyện cũng chưa đề xuất rõ ràng nên là việc một đội phải rời bảng đấu thì chúng em cũng chưa nắm rõ được kế hoạch đó, nhưng theo em thì dù đội nào đi hay đội nào ở lại bảng đấu thì chúng em vẫn phải tập trung để thi đấu hết khả năng của mình. Cá nhân em thì may mắn được thi đấu giải AFC và cũng được ra sân một số trận, được cọ sát với các cầu thủ quốc tế nên là em cũng tích lũy được khá kinh nghiệm để quay về lần tập trung U23 này. Còn nói về khả năng cạnh tranh vị trí thì em nghĩ là tất cả cơ hội thì đều cho tất cả cầu thủ. Trong các buổi tập thì ai thể hiện mình và đáp ứng được những yêu cầu ban luyện cần thì em nghĩ người đấy sẽ được đá.